Nhi chia sẻ về nhân sinh quan, thế giới quan trong mỗi con người đi, và làm sao để nâng cấp hơn cái nhìn của mình một cách sâu sắc. Cảm ơn Nhi. Nhân sinh quan là cái mà bạn đẻ ra, bạn nhìn cái thế giới theo cái tấm kính, như tự nhiên nói với các bạn, nó giống như cái việc bạn đeo cái kính mà kính cận đi, thì bạn phải nhờ cái lớp kính cận đó bạn nhìn cuộc đời nó rõ hơn, đúng không? Thì mỗi đứa trẻ sinh ra bạn nhìn cái cuộc đời qua cái lăng kính của những người yêu thương của bạn, tức là ba mẹ của bạn, thầy cô giáo của bạn, bạn bè của bạn, hàng xóm của bạn, những cái người dân trong đất nước của bạn, văn hóa của bạn. Những cái bạn học được nó bắt nguồn từ cái ngôn ngữ mà bạn học được, thì bạn mới có cái cơ hội chạm đến những kiến thức đó. Thì đó là cái nhân sinh quan của bạn, thế giới quan. Đó là cái mà khi bạn chịu mở lòng ra và hiểu được là cái ông màu nâu, màu đen, màu xám, màu trắng, màu tóc quăn, tóc đỏ, tóc vàng, tất cả mọi người đều như nhau hết, mình đều là con người hết, thì đó là cái bắt đầu cái thế giới quan. Và khi bạn mở cái thế giới quan ra, bạn sẽ bắt đầu thấy hứng thú khi mà bạn học của những con người khác, những đất nước khác, thì thế giới nó mới bắt đầu có hòa bình. Tại vì sao thế giới nó còn bị nhiễu loạn, tại vì sao con người vẫn còn hả kỳ thị chủng tộc, vẫn còn kỳ thị giới tính, vẫn còn đồng tính không có tôn trọng, vẫn còn chuyện này chuyện kia? Bởi vì đơn giản con người chỉ quá bận tâm vào cái việc nhìn vào nhân sinh quan, và cái nhân sinh quan của bạn nó không chuẩn xác. Bởi vì cái nhân sinh quan của bạn nó xuất phát từ những người xung quanh bạn, và những người xung quanh của bạn chưa chắc người ta có nhiều kiến thức như các bạn nghĩ. Như nói ví dụ, bạn nghĩ thầy cô giáo là những người có nhiều kiến thức, họ chỉ có kiến thức về cơ bản thôi, nhưng họ sẽ không có thể nào mà bày bạn làm giàu được, ví dụ như vậy. Hoặc là những cái nhà khoa học, rồi những cái người mà làm về những cái liên quan về những lĩnh vực khám phá thế giới về khoa học đi, người ta sẽ có kiến thức về khoa học nhưng chưa chắc người ta có kiến thức về con người, tức là người ta không có giao tiếp với con người, người ta cứ bận mò đá, mò sỏi, mò sắt thép, mò kim loại, thì cái tư duy của họ nó khác. Như đang phân tích để các bạn hiểu, thì khi bạn quá bận tâm với cái nhân sinh quan của bạn, bạn quá chi là bận rộn nhìn vô cái thế giới bằng những cái điều bạn biết, bạn không muốn mượn cái kính của người này người kia để bạn nhìn, thì bạn sẽ trở thành một con người như vậy. Đó là bạn không có sống sâu sắc được. Để nâng cấp mình nhìn sống sâu sắc hơn thì Nhi nói rất là đơn giản, đó là bạn phải mở lòng. Bạn phải mở lòng, mở tâm, mở trí. Khi bạn nghe một cái điều gì đó mới, khi bạn nghe một cái điều gì đó hay, khi bạn học được một cái điều gì đó hay, bạn phải mở lòng đón nhận nó. Nó giống như kiểu là cái trang giấy của bạn là trang giấy trắng, bạn viết lên một cái kiến thức mới. Em hay giữ nỗi buồn cho bản thân và không chia sẻ cho bạn thân, gia đình, em sợ làm cho họ tụt mút theo em. Em hay tự ôm nó, gặm nhắm rồi tự giải quyết. Ok, cái này nó có hai trường hợp. Chị không có nói nó là sai hay đúng, tại vì chị cũng đã từng như em rồi. Khi mà còn trẻ chị cũng như vậy, bởi vì chị cảm thấy là không có ai giải quyết được cái vấn đề của mình ngoài chính mình, và cái đó đúng. Nhưng khi em tâm sự từ cái nỗi buồn, cái nỗi đau, cái nỗi tiếng Anh nó gọi là vulnerable, có nghĩa là những cái lúc mà em yếu đuối nhất á, em có một người để tâm sự, và cái người mà em tâm sự đó họ có đủ cái sự vững chãi để mà họ đón nhận. Tại vì em biết nếu mà em chia sẻ, em là một người yếu đuối mà em chia sẻ với một người còn yếu đuối hơn em nữa, thì đúng, em đang gieo trong đầu họ cái nỗi đau, cái nỗi uất hận, cái mà còn trời đời đã bể khổ rồi, thằng này nó còn trút thêm cái bể khổ lên đầu mình nữa. Thì em không nên chia sẻ với những người yếu đuối hơn em, yếu hơn em, năng lượng yếu hơn em, tiêu cực hơn em, không nên. Nhưng nếu như em may mắn trong cuộc đời của em có một người bạn, ví dụ như chị, nếu một người bạn nào đó ngoài kia của em giống như chị, hoặc là người thầy của em, hoặc là gia đình của em, hoặc bạn thân của em, mà những cái người mà em biết á là họ cứng hơn em nè, họ mạnh mẽ hơn em, họ vượt qua nhiều chuyện hơn em rồi, và chắc chắn họ đang ở trên cái tầng của em, họ sẽ rất là vui vẻ để được giúp đỡ em. Tại vì sao? Tại vì những cái người như chị, cái trách nhiệm lớn nhất trong cuộc đời của những người như chị đó là chị đi ra để chị giúp mọi người bằng cách chữa lành cho họ, để cho họ cảm thấy họ đứng lên được bằng đôi chân của họ, để họ cảm thấy họ không có lẻ loi, họ không có thấy một mình. Và nếu như em ôm cái điều đó vô bản thân, em không có muốn chia sẻ với những người giống như chị á, thì em đang tự hại em thôi. Nhưng mà như em nói là đúng, chị không có phủ nhận, em không nên chia sẻ với những người yếu đuối hơn em. Nhưng em nên chia sẻ với những người mà em cảm thấy họ có thể cho em được lời khuyên. Họ sẽ không có giúp em giải quyết cái vấn đề của em, cái điều đó là chắc chắn. Thầy của chị, bạn của chị, tất cả mọi người, những cái người mà đã ở bên chị trong cái quá trình mà chị trải qua những cái đau khổ trong cuộc đời của chị, họ chưa bao giờ make cái decision nào cho chị hết. Họ chưa bao giờ nói với chị là mày phải làm thế này, thế này, thế này. Chị là người quyết định hết. Nhưng chị nghe lời khuyên, chị nghe tư vấn, chị nghe những cái trải nghiệm của họ, chị nghe kinh nghiệm sống của họ, chị nghe những cái điều mà họ vượt qua, chị nghe những cái lúc yếu đuối của họ. Tại vì em phải học từ cái kinh nghiệm của người khác nữa. Có những người họ trải qua những cái điều na ná giống như em, và họ sẽ chia sẻ với em là cái cảm xúc tao lúc đó đó vậy đó, rồi tao làm như vậy nè, rồi mày yên tâm đi,
nó cũng không có đau hoài đâu. Mày thấy tao bây giờ đó, rồi tao, nó sẽ làm cho em cái gì? Đó là niềm tin. Em sẽ tự tin lên, em sẽ có hy vọng để mà em vượt cái nỗi đau nó một cách nhẹ nhàng. Nó giống như chị, như em lội sông nhưng mà có người cho em bám cái vai để em bơi qua sông, mặc dù em vẫn phải bơi, em vẫn phải đuối một xíu, nhưng mà nó sẽ đuối nữa thôi, nó không có đuối 100%. Nhưng mà có những người, người ta bướng bỉnh, người ta ôm cái nỗi buồn đó, người ta tự giải quyết một mình. Thứ nhất, người ta có thể bị trầm cảm. Thứ hai, người ta không biết là người ta đang sống tiêu cực luôn, mà người ta cứ đi ra đường, người ta sủa oan oản, người ta chửi người này người kia, người ta tức giận dễ dàng, người ta nổi điên, người ta làm mọi thứ hết, người ta lại tỏa thêm cái năng lượng tiêu cực ra xã hội nữa, và người ta không hề biết. Trở lại với cái hồi nãy là tiềm thức rồi, nó ở trong tiềm thức họ luôn mà họ không biết luôn. Thì thay vì em biến em từ một cái người em nghĩ là em mạnh mẽ bởi vì em tự giải quyết được hết tất cả vấn đề của em nghĩ những người như vậy mạnh mẽ, hay em nghĩ những người dám đứng ra kể những cái chuyện xấu hổ của mình, kể những cái chuyện mà yếu đuối của mình là những cái người mạnh mẽ. Em suy nghĩ đi, ví dụ giờ chị Nhi ngồi đây, chị Nhi kể cho mọi người nghe chuyện hồi nhỏ của chị Nhi bị lạm dụng tình dục, rồi chị Nhi khổ, rồi Nhi ở ngoài đường không có đồ ăn, rồi móc rác lên ăn, rồi đồ ăn thừa nhà hàng còn sống bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Rồi chị Nhi kể những cái chuyện đó, chị Nhi là người dũng cảm hay là chị Nhi che đậy mấy cái đó xong chị Nhi chụp hình post Instagram chị Nhi là người dũng cảm? Em suy nghĩ đi, những cái người mà càng dám sống trung thực với chính mình và đối diện với những điều đó, những người đó là dũng cảm, và em nên sống như vậy. Em đừng có nghĩ em giỏi, em mạnh mẽ, em tự giải quyết được hết. Chị ơi, yên tâm đi, em không muốn làm ai khổ hết. Em đâu không muốn làm ai khổ, nhưng em đang làm em khổ. Bằng cái cách làm cho em khổ, em vô hình dung em sẽ làm những người xung quanh em khổ. Tại vì sao? Tại vì em chưa chữa lành. Em là một con sói bị thương, em sẽ đi ra đường, em sẽ cắn những con sói khác. Bởi vì em đang bị thương, em đau quá mà. Em đau nhưng em không biết. Em sẽ đi ra đường, em rải rác những cái năng lượng đau khổ, những cái năng lượng tiêu cực, những cái năng lượng này mà em không hề biết. Cái điều đó là nó kinh khủng nhất, đó là những cái người mà tiêu cực á, họ đi ra đường họ thải độc mà họ không hề biết họ thải độc. Cái điều đó rất là đáng sợ. Họ còn nghĩ mình là những người bị tâm thần bởi vì họ không hề biết họ là cái người có vấn đề. Đó chính là cái điều sợ hãi nhất trong cái xã hội ngày hôm nay. Tại vì 90%+ mọi người sống như vậy, là mọi người có vấn đề nhưng mà không hề biết mình có vấn đề, bởi vì hầu như ai cũng có vấn đề hết, và mình trở thành một người bình thường bởi vì mình sống chung với vấn đề của tất cả mọi người. Các bạn hiểu cái điều gì đang phân tích chưa? Cho nên là em đừng có nghĩ cái điều đó là đúng, có đó là cái mà chị đang khuyên, hãy suy nghĩ về cái điều đó. Hãy đừng có quên like, share và subscribe. Nếu các bạn là người lần đầu tiên coi livestream của Nhi thì chào mừng đến cái căn nhà nhỏ nhỏ của tụi Nhi.